thuận tiện hơn. Chào mừng quý vị đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Today 18 giờ, phát sóng lúc 18 giờ trên kênh Today TV. Hôm nay xin được gửi đến quý vị những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình tối nay, thứ năm ngày 4 tháng 2. Dịch Covid-19 ở Gia Lai đang lan rộng. Vì sao đã tiêm ngừa Covid-19 vẫn dương tính? Nào giải quyết karaoke tra tấn. Bộ Y tế hôm nay công bố thông tin mới về những ca mắc Covid-19 vừa được phát hiện. Theo Bộ Y tế, 37 ca bệnh mới, các bệnh nhân từ 1912 đến 1948 là các ca cộng đồng tại Hải Dương. Đây là các công nhân công ty Bozun thuộc khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Nhóm công nhân này được lấy mẫu ngày 28 tháng 1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Hôm qua, việc xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Với 37 ca mới này, số ca COVID-19 trên cả